Theo đánh giá của tờ The Post Office UK, Bưu điện Vương quốc Anh, đô thị cổ Hội An của Việt Nam đứng đầu danh sách 10 điểm đến du lịch giá trị nhất năm 2024. Các tiêu chí mà tờ Bưu điện Vương quốc Anh đưa ra để xếp hạng dựa trên việc xem xét các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định cho kỳ nghỉ năm 2024 của du khách, từ kỷ giá hối đoái đến chi phí ăn uống và tham quan các nơi nổi tiếng của mỗi điểm đến. Theo mô tả thì đô thị cổ Hội An dẫn đầu nhờ ngân sách tiết kiệm, chi phí cho nhà hàng và quán bar thấp hơn các nơi khác. Trong tổng số 8 mặt hàng phổ biến dành cho khách du lịch, Hội An đứng đầu với 3 mặt hàng có mức chi phí thấp là bia, Coca-Cola và kem chống nắng. Mức chi phí này đã giúp Hội An nhảy vọt từ vị trí thứ 6 vào năm 2023 lên vị trí đầu trong năm 2024. Cũng theo đánh giá của tờ The Post Office UK, Hội An là một trong những thành phố quyến rũ nhất của Việt Nam. Du khách có thể dành buổi sáng trên những bãi biển hoang sơ, buổi chiều tham quan các di tích lịch sử hấp dẫn và tìm kiếm những món ngon nhất tại chợ đêm Hội An. Trên hết, Hội An còn là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới với những khách sạn mang lại chất lượng giấc ngủ tốt nhất. Theo báo cáo xu hướng du lịch Vương quốc Anh Skyscanner 2024.